Thì chúng ta đang là một tác phẩm xanh ôm đá, một viên đá nguyên khối rất là to. Đây các bạn thấy một chiếc cẩu lớn này để cẩu cây này xuống. Công tác chuẩn bị cho buổi chiều khai mạc đang rất là khẩn trương. Để quay anh máy cẩu ấy. Một cây rất to. Riêng cây này tí nữa tôi sẽ dành một video riêng cho cây này. Và tôi tiếp tục đi quay những tác phẩm còn lại đang bên trong còn rất nhiều. Những tác phẩm rất là đẹp. Quanh ba bò. Tôi thấy một số cây là còn chưa trêu biểm, biển lễ tên của chủ cây nên là cũng hơi khó giới thiệu cho các bạn tác phẩm này. Những tác phẩm như thế này thì các chủ của cây đã đặt tên rồi nên là cũng không dám nói nhiều về những tác phẩm như thế này, chỉ muốn quay và truyền đến quý vị các bạn những hình ảnh đẹp nhất, những góc quay tốt nhất để quý vị các bạn có thể ngắm. Ví dụ như đây, một cây này tôi thấy là bộ bệ tuyệt vời. Bộ bệ vâng, tôi vẫn trăn trở tại sao mà một số cây không thấy treo biển tên của chủ nhân, nhưng hóa ra đây đấy là những cây như vậy là cũng chủ nhân cũng không muốn giao dịch nên là cũng không treo biển tên để chúng ta biết được số điện thoại. Và những tác phẩm như thế này thì chỉ mang đến trưng bày thôi, sẽ không giao lưu.
rất đẹp. À, tác phẩm này đã có biển treo rồi, nhưng mà biển này thì vừa tham gia triển lãm ở Bắc Ninh chưa gỡ xuống, mà đàm biển đã rất mờ rồi, không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà đây là một cây song thụ, một cây song thụ. Vâng, phía xa xa như lúc đầu tôi quay là chiếc ô tô đang cõng một cây rất lớn. Một tác phẩm xanh ôm đá, cũng không có biển tên nên là không biết chủ nhân đặt nó là tên là gì, mà tôi thấy thì rất là đẹp. Và một khối đá nguyên khối. Vâng, chúng ta chuyển sang tác phẩm ở bên này. Chủ nhân là ai đây? Anh Phạm Hùng Ba. Đây chỉ anh đặt tên là cây xanh. Xanh dáng cổ.
anh Nguyễn Văn Tuấn, xanh Giáng Long, một cây long phá cách. Dạ vâng ạ, một cây long phá cách.